hạnh đồng hành cùng chương trình. Thủ lĩnh là người dẫn dắt linh hồn của cả đội bóng trên sân cỏ. Cầu thủ nhí 2017 cũng có những thủ lĩnh như vậy. Có điều trên sân cỏ và trong các thử thách thực tế có sự khác biệt xíu thôi. Đặc biệt là với một thử thách hấp dẫn và kích thích cái dạ dày như ở vườn nho Bà Mọi. Hé lộ những hình ảnh vui nhộn và hài hước của các chân sút nhí ngay thôi nào. Bật mí ngay sau mỗi chặng dừng chân của cầu thủ nhí 2017 quý vị nhé.